đối với những học sinh trường tiểu học Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Lễ khai giảng năm học mới là một trong những sự kiện đặc biệt. Buổi lễ khai giảng năm nay càng đặc biệt hơn khi công trình cột mốc chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa được khánh thành ngay tại trường. Và đây là cơ hội để các em được đến gần và hiểu hơn với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, đến với buổi khai giảng tại trường tiểu học Hướng Phùng hôm nay, chúng ta sẽ cảm nhận được một không khí khác biệt. Khi trường đã lồng chương trình khai giảng với buổi khánh thành cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đối với một học sinh tại đây thì Trường Sa, Hoàng Sa mới chỉ được biết đến qua sách vở và các phương tiện truyền thông. Vậy nên việc khánh thành, việc đặt cột mốc chủ quyền tại đây sẽ giúp các em ý thức hơn trong việc bảo vệ biển đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời giúp vùng biên giới, vùng đất liền xích lại gần hơn với biển đảo. Trong không khí háo hức dạo dực của ngày khai trường, buổi lễ khánh thành cột mốc chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa diễn ra trang nghiêm và ý nghĩa. Trường đóng ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nên cột mốc không được làm bằng những chất liệu đắt tiền. Song với hơn 600 học sinh của tiểu học Hướng Phùng thì cột mốc Hoàng Sa, Trường Sa được dựng lên có ý nghĩa hết sức thiêng liêng. Công trình cột mốc chủ quyền Trường Sa được khánh thành tại trường hôm nay có ý nghĩa lớn đối với học sinh chúng em. Chúng em là những học sinh miền núi vùng sâu chưa bao giờ được biết đến Trường Sa. Chúng em chỉ biết về Trường Sa qua sách vở, qua các phương tiện truyền thông. Việc đặt mô hình cột mốc chủ quyền tại trường hôm nay có ý nghĩa rất sâu sắc, luôn nhắc nhở các thế hệ học sinh hướng về Tổ quốc, giúp chúng em hiểu biết thêm về học tập, rèn luyện để góp phần bảo vệ biển đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mình. Thông qua cột mốc Trường Sa, giáo dục cho chúng em ý thức bảo vệ biển đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ngay sân sau của trường, mô hình bản đồ Việt Nam được dựng lên khá công phu và ấn tượng. Để kịp cho lễ khai giảng năm học mới, trong những tháng hè, thầy cô của trường đã được huy động để dựng bản đồ Việt Nam. Với chất liệu chính là đá cuội được đưa về từ khe suối. Không cầu kỳ, không mất nhiều kinh phí, tất cả được dựng lên bằng tình yêu dành cho biển đảo, bằng niềm tự hào với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Việc khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa là một biểu tượng để nhà trường giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho học sinh. Nó thể hiện cái ý chí đấu tranh dưới nhiều hình thức để bảo vệ biển đảo quê hương của Tổ quốc. Nó còn thể hiện rằng trong mỗi trái tim của thầy và trò nhà trường luôn có hình ảnh của những chiến sĩ Trường Sa, của những ngư dân Trường Sa ngày đêm bám biển, canh giữ biển trời cho Tổ quốc, cho quê hương. Trường tiểu học Hướng Phùng đóng ở địa bàn vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Đây cũng là trường có số lượng học sinh khá đông, với con em nhiều đồng bào dân tộc cùng học lập. Không chỉ góp phần đưa các em đến gần hơn với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, công trình được khánh thành đầu năm học mới còn tạo ra môi trường thân thiện, giúp các em có những buổi học ngoại khóa bổ ích, hăng say đến trường, đến với chân trời tri thức rộng lớn.